Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình 9X LCT U1000, một dòng xe đạp full khung carbon và đến từ thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và quen thuộc, một cái thương hiệu của Ý. Đấy, thì hôm nay em về một chiếc xe địa hình, vành bánh là 26 inch, toàn bộ khung là được lên full hết, tất cả là carbon. Và chiếc xe này thì em nhập khẩu nguyên zin hết toàn bộ, 100% là nguyên zin. Đấy, khung sườn carbon, các bác có thể nhìn trên hình đây. Đấy, khung carbon, dây thì được chạy âm sườn, chạy toàn bộ âm sườn. Đấy, kể cả dây phanh. Đấy, dây phanh cũng được chạy âm sườn luôn các bác nhé. Đấy, tông màu rất đẹp, tông màu đen phối với màu xanh lục. Đấy, rất là đẹp. Đấy, và những cái đường tem xe cũng có những cái đường zig zag rất là đẹp các bác nhé. Đây, thương hiệu Chinix, một cái thương hiệu mà tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn các bác chơi xe là không còn xa lạ gì nữa rồi. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Ý. Đúng hết carbon. Cọc yên cũng là carbon luôn các bác nhé. Cọc yên rồi ghi đông, cổ phốt này full hết, tất tần tật là full carbon hết toàn phần. Đấy. Ngoại hình xe thì còn cũng còn rất là đẹp. Đấy, chỉ có là đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm ở trên khung không thể tránh khỏi thôi. Còn tất cả tổng thể xe thì cực kỳ là đẹp rồi. Đấy, thương hiệu của Ý. Đấy, có cái cờ Ý đây này. Đấy, cờ Ý. Và dưới này nó cũng có một cái tem design in Italy luôn các bác nhé. Tức là chiếc xe này là được thiết kế hoàn toàn theo công nghệ của Italia. Đấy. Vành bánh là 26 inch, sử dụng quả lốp CST. Đấy, 26 inch, vành zin các bác nhé, zin nguyên bản hết. Mayer Lovatec, bánh bi vòng, chạy bi vòng bạc đạn. Và cấu hình của chiếc xe này thì cũng thuộc dạng rất là ngon rồi. Nó là bộ Shimano DVG 10 tầng níp và 2 tầng đĩa đạp cho 20 tốc độ khác nhau. Thì dòng DVG này nó là cái dòng đời khá là mới các bác nhé. Dòng Dynaship nó có một cái khóa. Khóa này giúp cho các bác không thể gạt được cái cần này. Đây, đóng vào thì gạt thoải mái này. Mở ra thì khóa vào thì sẽ không gạt được cái cần này các bác nhé. Thì khi mà các bác đi đường đồi núi sóc này hay là đi những con đường gồ ghề thì rất là có khả năng khi chiếc xe nó lẩy thì những cái này nó gặp thì nó sẽ bị lẩy những cái tầng khác. Thì các bác khi đi đồi núi khóa vào thì nó sẽ chỉ giữ lại một tầng này thôi, nó sẽ không giúp chiếc xe nó không bị nhảy tầng khác, nhảy loạn lên. Và gạt đĩa này cũng là dòng đời mới các bác nhé. Gạt này là gạt 2 tầng rồi. Gạt này là gạt 2 đĩa. Thì xe này được trang bị 2 đĩa đạp, đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa rỗng. Và trên phần ghi đông thì cũng được trang bị đó là tay bấm xả DOG. Cũng là một cái bản nâng cấp. Thì bản nâng cấp này có gì? Thì nó sẽ có một cái lẫy đấy các bác nhìn nhé. Đây, lẫy này. Thì nếu mà sau này các bác muốn nâng cấp cái đĩa này nên 3 đĩa thì các bác gảy đây. Gảy đây thì đây, nó có cái lẫy này. Các bác có nhìn rõ. Đây, cái lẫy này. Đấy, nếu mà gảy lên đây thì cái tay này nó sẽ dùng được cho gạt đĩa 3 tầng. Đấy, nhưng mà cái đề này là cái gạt đĩa này nó chỉ có 2 tầng thôi thì các bác gạt đây. Đấy, thì nó sẽ dùng được cho gạt 2 tầng đĩa. Đấy, cái điểm nâng cấp rất là hay của cái tay này. Đấy, phanh dầu Shimano các bác nhé. Trang bị phanh dầu rồi. Và trên ghi đông thì cũng có một cái khóa hành trình giảm sóc. Đấy, ở trên tay lái rất là tiện lợi. Sóc này thì Chinix này đã rất nổi tiếng về hãng sản xuất được sóc hơi. Đây, sóc hơi là nguyên zin theo hãng luôn các bác nhé. Cái dòng sóc của Chinix này cũng cực kỳ là êm. Đây, bơm hơi ở đây các bác nhé. Đấy, bơm hơi như van xe đạp ấy.
Một con xe đạp địa hình leo núi khung full carbon. Rất là đẹp, form dáng cực kỳ đẹp, màu sắc thì rất là hài hòa. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Xem ra từ tâm trục đạp đến khóa yên là 42-43 cm. Từ khóa yên tới tâm củ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng mét 61-62 đến 71-72. Đi là phù hợp. Chuyển động là UV 10 lít, 2 đĩa, 20 tốc độ khác nhau. Chuyển động cực kỳ mượt tốt nhé. Cái dòng là UV đầy mới, chuyển động rất nhạy. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá là 11.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.